vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2024, Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn, đã có mặt tại Tòa nhà Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam trong niềm vui đón tiếp của Đức giám mục Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Việt Nam, các linh mục, các nữ tu và nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Đi cùng với Ngài, có Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam Đức ông John David Butzer, thư ký Bộ Ngoại giao, Linh Mục Du Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng Giáo mục Việt Nam. Trước đó, vào 13 giờ 20 phút, Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh của Đức Tổng Giáo mục Paul Richard Gallagher đã đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất. Bắt đầu chuyến viếng thăm Tổng giáo phận Sài Gòn, đón phái đoàn tại sân bay có Đức Tổng giáo mục Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha phụ tá Du Bùi Công Trác, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện. Linh mục Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa, trưởng ấn. Chiều nay, vào lúc 17 giờ 30 Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher sẽ chủ tế thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.